Ngọc Hà xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và đăng ký kênh, lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tin Việt Nam nóng, thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định cấm phân lô bán nền, người dân xếp hàng làm hồ sơ trước ngày bảng giá đất mới có hiệu lực. Giá vàng nhẫn tăng lên mức kỷ lục, giá vàng miếng SJC chạm ngưỡng 90 triệu đồng trên lượng. Miền Bắc sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên, nên nhiệt giảm 10 độ C, chiều cường đang lên mức đạt báo động 3, Nam Bộ ngập nhiều nơi. Cao tốc La Sơn – Túy Loan sạt lở nghiêm trọng sau bão Trà My, đất đá sạt lở vùi lấp đường Trường Sơn Đông. Hơn 1.000 viên kim cương bị thu giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất trong vòng 3 ngày. Chiếm đoạt hơn 50 tỷ, nguyên phó giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Quảng Nam bị bắt. Bình Định đề xuất thí điểm taxi bay. Quảng Bình, sau đêm lũ, đàn gà 6.000 con chỉ còn vài con thoi thóp. Vụ cano chở rác quăng giữa biển Phú Quốc, công an mời những người liên quan lên làm việc. Tin thế giới, tham nhũng hơn 110 triệu USD, cựu bí thư tỉnh ủy Trung Quốc bị xử tử hình treo. EU chính thức áp thuế xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Nội tạng cốc xanh bị Trung Quốc dọa đánh bom, nổ súng nếu chiếu, càng dọa càng nổi, Đài Loan cháy vé, thế giới đón nhận. UAV Ukraine tấn công trường lực lượng đặc biệt, Nga thể trả đũa khốc liệt. Nga diễn tập răn đe hạt nhân. Mỹ lên tiếng về vụ không kích kinh hoàng làm 93 người thiệt mạng của Israel. Israel hạ sát chỉ huy đặc nhiệm Hezbollah. Bầu cử Mỹ 2024, hơn 48 triệu lá phiếu đã được bỏ, lộ mật khẩu hệ thống bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở bang Colorado. Thiếu điện trầm trọng, Ecuador cắt điện tới 14 giờ trên ngày đến hết năm. Nổ lớn ở lễ hội Ấn Độ, hơn 150 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành quyết định 83/2024, quyết định cấm các chủ đầu tư bất động sản phân lô bán nền cho cá nhân, tổ chức tự xây dựng nhà ở. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 năm 2024, áp dụng trên toàn thành phố, bao gồm cả 5 huyện vùng ven gồm Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ. Điều này có nghĩa là dù dự án có hạ tầng kỹ thuật, mục đích được xác định là xây dựng nhà ở cho tổ chức cá nhân tự xây, chủ đầu tư cũng không được chuyển nhượng đất nền. Chủ dự án muốn bán phải xây dựng hoàn chỉnh nhà ở. Tuy nhiên, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng loại trừ những dự án được dùng cho mục đích tái định cư bằng nền đất tại các khu vực xã, thị trấn, huyện. Với các dự án này, chủ đầu tư phải thông báo cho chính quyền bằng văn bản và được giám sát, kiểm tra việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Theo giới hữu trách thành phố, quy định này được ban hành nhằm thắt chặt tình trạng phân lô bán nền trong các dự án đã có hạ tầng kỹ thuật, hạn chế chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Liên quan đến quyết định này, trước đó Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc cấm phân lô bán nền ở 5 huyện ven là thiếu cơ sở pháp lý, không phù hợp với quy định của luật hiện hành. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, các huyện ven này hiện là vùng nông thôn, nhu cầu được mua bán, chuyển nhượng đất để tự xây nhà ở tại các khu vực này vẫn rất lớn. Cấm phân lô bán nền cho các cá nhân tự xây nhà vào lúc này là chưa phù hợp. Tại một diễn biến khác, theo ghi nhận trong những ngày gần đây, trước bối cảnh quy định về bảng giá đất mới tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày hôm nay 31 tháng 10, nhiều người dân trên khắp địa bàn thành phố đã gấp rút đến các cơ quan địa phương để hoàn tất các thủ tục nhà đất nhằm tránh thuế phí tăng cao. Theo đó, ghi nhận trong sáng ngày hôm qua 30 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, cũng là ngày chi cục thuế sẽ khóa sổ nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống liên thông điện tử. Lượng người dân xếp hàng làm hồ sơ nhà đất tăng đột biến, chủ yếu về các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện cho biết đã phải làm thêm giờ để tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, đảm bảo tất cả những hồ sơ nộp đúng hạn sẽ được giải quyết ngay trong ngày. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại huyện Bình Chánh. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết huyện sẽ tiếp nhận tất cả hồ sơ người dân đến nộp trong ngày 30 tháng 10. Nếu có hồ sơ đến trễ, chúng tôi sẽ vẫn giải quyết cho đến hết. Liên quan đến tình hình giao dịch vàng, trong 24 giờ qua, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Việt Nam tăng mạnh, có thời điểm vượt qua giá vàng miếng SJC, chạm mức 89,4 triệu đồng trên lượng, cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, trong ngày hôm qua, tập đoàn Doji đã phải điều chỉnh giá vàng nhẫn 2 lần, nâng lên mức mua vào 88,4 triệu đồng trên lượng và bán ra 89,4 triệu đồng trên lượng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn lên mức mua vào 88,2 triệu đồng trên lượng và bán ra 89,4 triệu đồng trên lượng sau 4 lần điều chỉnh. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC nâng giá vàng nhẫn 300.000 đồng mỗi lượng với mức mua vào lên đến 87 triệu đồng và bán ra 88,9 triệu đồng một lượng.
Đáng chú ý, đến 15 giờ chiều ngày hôm qua, biểu giá niêm yết vàng miếng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC điều chỉnh tăng 1 triệu đồng so với đầu ngày, lên mức mua vào ở mức 88 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 90 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, bốn nhà băng quốc doanh giữ nguyên giá niêm yết vàng miếng bán ra thị trường là 89 triệu đồng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã tăng lên mức 2.790 USD trên ounce và đang tiến gần mốc 2.800 USD trên ounce. Theo các chuyên gia, tình trạng leo thang giá vàng toàn cầu được thúc đẩy bởi một loạt yếu tố như xung đột Nga-Ukraine, tình hình căng thẳng ở Trung Đông và các chính sách tiền tệ của Mỹ. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương, nhất là ở các nước mới nổi, tiếp tục mua vàng để giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, giúp gia tăng nhu cầu vàng trong năm nay. Bên cạnh đó, sự không chắc chắn về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Fed cũng làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Với khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% mỗi lần trong các cuộc họp tới, vàng đang được xem là lựa chọn an toàn để lưu trữ giá trị. Quay trở lại với diễn biến mới nhất về thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 tháng 11 tới đây, miền Bắc sẽ đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay khi không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống, làm nền nhiệt giảm sâu. Cụ thể, đợt không khí lạnh này sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 5 tháng 11, đưa nền nhiệt ở miền Bắc xuống thấp. Tại Hà Nội, nhiệt độ sẽ giảm mạnh, duy trì ở mức 17 đến 21 độ C, giảm đến 10 độ so với cuối tháng 10. Ở một số nơi như Lạng Sơn và Cao Bằng, nền nhiệt còn thấp hơn, ở mức 16 đến 20 độ C. Đợt không khí lạnh này không chỉ khiến miền Bắc chuyển rét mà còn kéo theo một đợt mưa lớn tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 6, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ đêm ngày 29 tháng 10 đến sáng 30 tháng 10 đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục, gây ngập lụt nhiều nơi. Trong khi đó, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực này đang bước vào đợt chiều cường đầu tháng 10 âm lịch, với mực nước sông Sài Gòn, Đồng Nai và sông Cửu Long dự kiến đạt đỉnh vào ngày 2 đến 3 tháng 11. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt báo động 3, xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, gây ngập diện rộng cho các khu vực trũng ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa. Đỉnh chiều tại đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các trạm Mỹ Thuận và Cần Thơ, cũng sẽ đạt xấp xỉ hoặc vượt báo động 3 từ ngày 2 đến 4 tháng 11, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, đặc biệt tại thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và bán đảo Cà Mau. Theo báo Vietnamnet đưa tin, hiện nay các cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương điều động nhân lực và máy móc để khắc phục sạt lở đất đá trên cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua thành phố Đà Nẵng. Trước đó, mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 gây ra đã khiến nhiều khu vực trên cao tốc này sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại km 39 750, phần ta luy dương gia cố bằng bê tông bị vỡ nát, tạo thành một hàm ếch lớn khi đất đá trên đồi ngấm nước, sụt trượt sát mép đường tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Các vị trí khác trên cao tốc cũng ghi nhận tình trạng sạt lở đất đá, biển báo giao thông bị hư hỏng. Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ 3.1 cho biết, đến nay 15 điểm sạt lở khác trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan ghi nhận đất đá lấp đầy rãnh thoát nước và nhiều biển báo bị ngã đổ. 250 cây lớn bị ngã vào tường rào bảo vệ, gây hư hỏng kết cấu và nguy hiểm cho phương tiện lưu thông. Các đơn vị thi công hiện đang nỗ lực dọn dẹp đất đá, sửa chữa biển báo, gia cố các vị trí nguy hiểm để đảm bảo giao thông trở lại. Cũng liên quan đến tình hình sạt lở, ghi nhận trong sáng ngày hôm qua tại tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum, một khối lượng lớn đất đá khoảng 200 mét khối và cây cối từ ta luy dương bất ngờ đổ xuống, tràn ra đường tại khu vực xã Ngọc Tem. Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 70 mét, rộng 8,5 mét với chiều cao trung bình 1,2 mét, gây cản trở nghiêm trọng. Nhiều hòn đá nặng hàng trăm kg cũng lan xuống, chắn ngang đường và gây hư hỏng cho 7 khoang lan can cầu sắt. Sau khi nhận được tin báo, Công ty Cổ phần Đường bộ Kon Tum đã huy động máy móc và nhân lực để nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, khôi phục giao thông. Thưa quý vị, liên quan đến vụ vận chuyển trái phép hơn 700 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất gây xôn xao dư luận trong mấy ngày trở lại đây. Trong ngày hôm qua 30 tháng 10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC03 và Công an quận Tân Bình triệt phá thêm đường dây vận chuyển kim cương trái phép từ Ấn Độ vào Việt Nam. Cụ thể, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, qua công tác soi chiếu hành lý, đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nghi vấn từ vali của một hành khách có quốc tịch Ấn Độ nhập cảnh từ Hồng Kông đến Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra, lực lượng hải quan cửa khẩu phát hiện dưới đáy vali của hành khách này có hai hộp kẹo được đóng gói kỹ lưỡng, bên trong có 15 gói ni lông chứa 362 viên kim cương. Sự việc này chỉ diễn ra 2 ngày sau khi vào hôm 23 tháng 10 vừa qua, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và PC03 cũng phát hiện một người đàn ông Ấn Độ giấu hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo trị giá hàng chục tỷ đồng trong hộp bánh khi nhập cảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
hiện người này đã bị PC03 bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tổng cộng 1.078 viên kim cương đã bị thu giữ trong hai vụ việc diễn ra cách nhau chỉ 3 ngày. Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây vận chuyển trái phép kim cương qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, rồi bán lại cho các chủ cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, thu lợi bất chính số tiền lớn. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Đức Bảy, sinh năm 1965, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Công an, từ năm 2014 đến năm 2016, bị can Bảy năm 9 tuổi, trú Hòa Cường, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là phó giám đốc ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An, đã vay mượn tiền của nhiều người với số tiền hơn 50 tỷ đồng. Khi không có khả năng chi trả, đã cùng vợ bán căn nhà tại Đà Nẵng và bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam sau đó đã xác lập chuyên án và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện bị can Bảy đang ở tại tỉnh Bình Phước, khu vực hẻo lánh gần biên giới Campuchia. Đến ngày 23 tháng 10 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp bị can Võ Đức Bảy. Qua quá trình điều tra, bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thưa quý vị, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã chính thức đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm taxi bay tại địa phương. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, taxi bay Evito có sức chứa từ 4 đến 5 hành khách, chạy bằng điện là một phương tiện độc đáo và đột phá, có khả năng nâng cao trải nghiệm du lịch cho khách tham quan. Đây là một lựa chọn lý tưởng để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao, đồng thời giúp vận chuyển dễ dàng hơn. Những ưu điểm này phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch của Bình Định và mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, để thực hiện ý tưởng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kiến nghị xây dựng một kế hoạch thí điểm cùng với việc thiết lập hành lang pháp lý và lộ trình cụ thể nhằm đưa taxi bay vào khai thác chính thức trong tương lai. Được biết, trên địa bàn Bình Định có nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như Quy Nhơn, Hải Giang, Trung Lương, Cát Hải. Ngoài ra, tỉnh này còn có nhiều đảo đẹp gần bờ như Nhân Châu, Hòn Khô, Đảo Yến và có cảnh quan đẹp, đủ điều kiện thuận lợi để khai thác phục vụ các hoạt động du lịch biển. Bên cạnh đó, Bình Định cũng có các vịnh và đầm ven biển như vịnh Quy Nhơn, đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ và hơn 30 hòn đảo lớn nhỏ có giá trị phục vụ khai thác du lịch. Hiện nay, taxi bay là loại hình vận tải hoàn toàn mới. Trên thế giới, một số quốc gia đã nghiên cứu, thử nghiệm loại hình vận tải hành khách bằng taxi bay như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Anh, Singapore, Hàn Quốc. Riêng tại Việt Nam chưa có loại hình này. Theo báo Tiền Phong đưa tin, mới đây, một trận lũ quét diễn ra bất ngờ trên địa bàn xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Theo đó, chỉ trong vòng một đêm, hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị chết đuối hoặc cuốn trôi, khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh trắng tay. Theo thống kê sơ bộ, riêng tại xã Trường Thủy đã có khoảng 32.000 con gà và hơn 200 con lợn bị chết do ngập nước. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là hộ anh Đỗ Văn Cường ở thôn Văn Minh với 6.000 con gà chết và hơn 3 tấn thức ăn bị ướt, ước tính thiệt hại 420 triệu đồng. Tiếp đến là hộ anh Mai Văn Hóa ở thôn Hương Thi mất 4.000 con gà cùng 3 tấn thức ăn, thiệt hại khoảng 485 triệu đồng. Chia sẻ về tình huống đêm xảy ra lũ, anh Cường kể, nước lên quá nhanh như lũ quét. Khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 10, nước từ thượng nguồn đổ về, chỉ sau 1 giờ đồng hồ, nước ngập cao hơn 1 mét, vợ chồng em trở tay không kịp. Theo Chủ tịch xã Trường Thủy cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương xuất hiện ngập lụt dạng lũ quét. Bên cạnh đó, tại các xã vùng trũng thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, nhiều hộ chăn nuôi vịt thả đồng cũng chịu tổn thất nặng nề. Điển hình như trường hợp ông Dương Văn Phong ở xã Sơn Thủy đã mất hơn 800 con vịt đẻ trong số 1.300 con do nước lũ cuốn trôi. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đề xuất các ngân hàng cần có chính sách khoanh nợ và cho vay ưu đãi đối với những hộ chăn nuôi bị thiệt hại, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Thưa quý vị, những ngày gần đây mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh cano chở rác thải sinh hoạt đổ xuống vùng biển Phú Quốc đã gây bức xúc dư luận. Sự việc xảy ra tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, một điểm du lịch nổi tiếng thuộc phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trao đổi về vụ việc, ông Diệp Nguyên Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại du lịch Minh Huy Phú Quốc, chủ điểm du lịch Phú Quốc Ocean Pier Island, đã thừa nhận chiếc cano trong clip là của đơn vị mình. Theo đó, sự việc được ghi lại bằng flycam vào khoảng năm 2021-2022, thời điểm công ty mới bắt đầu xây dựng điểm du lịch trên Hòn Mây Rút Ngoài. Ông Quốc thừa nhận, việc nhân viên chỗ tôi dùng cano chở rác ra bỏ giữa biển Phú Quốc lúc đó là hành động sai. Tôi xin nhận trách nhiệm về việc này, đồng thời cam kết không để xảy ra vụ việc tương tự. Ông Quốc nói thêm, sau đó chúng tôi đã xây lò đốt rác tại chỗ để xử lý rác thải sinh hoạt, không gây ô nhiễm môi trường biển. Được biết, khu vực Hòn Mây Rút Ngoài cùng với Hòn Gầm Ghì và Hòn Mây Rút Trong là những điểm du lịch hấp dẫn của Phú Quốc, nổi tiếng với các hoạt động tham quan đảo, tắm biển, đi bộ dưới đáy biển và lặn ngắm san hô.
và các dịp cao điểm, khu vực này thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Hiện công an thành phố Phú Quốc đã mời những người liên quan lên làm việc. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Tin thế giới: tham nhũng hơn 110 triệu USD, cựu bí thư tỉnh ủy Trung Quốc bị xử tử hình treo. EU chính thức áp thuế xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Nội tạng cốc xanh bị Trung Quốc dọa đánh bom, nổ súng nếu chiếu, càng dọa càng nổi, Đài Loan cháy vé, thế giới đón nhận. UAV Ukraine tấn công trường lực lượng đặc biệt, Nga thể trả đũa khốc liệt. Nga diễn tập răn đe hạt nhân. Mỹ lên tiếng về vụ không kích kinh hoàng làm 93 người thiệt mạng của Israel. Israel hạ sát chỉ huy đặc nhiệm Hezbollah. Bầu cử Mỹ 2024, hơn 48 triệu lá phiếu đã được bỏ, lộ mật khẩu hệ thống bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ ở bang Colorado. Thiếu điện trầm trọng, Ecuador cắt điện tới 14 giờ trên ngày đến hết năm. Nổ lớn ở lễ hội Ấn Độ, hơn 150 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây theo phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, cựu bí thư tỉnh ủy Quý Châu Tôn Chí Cương đã bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm do tội nhận hối lộ với số tiền kỷ lục hơn 813 triệu nhân dân tệ, tương đương 114 triệu USD. Theo cáo trạng, trong suốt 11 năm từ 2002 đến năm 2023, ông Tôn, 70 tuổi, đã lợi dụng chức vụ để hỗ trợ phi pháp các đơn vị và cá nhân trong nhiều lĩnh vực như xúc tiến dự án, đăng ký mua cổ phần, thầu khoán công trình và phát triển bất động sản. Mặc dù đáng bị tử hình ngay do số tiền tham ô cực lớn và tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, song do thành khẩn khai báo và tích cực nộp lại tiền tham nhũng nên ông được hoãn thi hành án 2 năm. Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 10 năm 2024, đây là quan chức cấp cao thứ tư của Trung Quốc nhận án tử hình treo vì tham nhũng. Trước đó, ngày 10 tháng 10, cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phạm Nhất Vi bị kết án tương tự do nhận hối lộ hơn 386 triệu nhân dân tệ. Hai ngày sau đó, cựu phó chủ tịch chính hiệp khu tự trị Tây Tạng Khương Kiệt cũng nhận bản án tử hình treo vì tham nhũng số tiền tương đương trong suốt 23 năm. Tiếp đến ngày 14 tháng 10, cựu phó tỉnh trưởng kiêm giám đốc công an tỉnh Liêu Ninh bị xử tử hình treo do nhận hối lộ hơn 555 triệu nhân dân tệ. Được biết, ông Tôn Chí Cương đã bị điều tra từ tháng 8 năm 2023 sau khi kết thúc nhiệm kỳ phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhân dân Đại toàn quốc khóa 13 vào tháng 3 cùng năm và chính thức bị khai trừ khỏi đảng vào tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, mới đây Liên minh châu Âu EU đã chính thức thông qua quyết định áp thuế quan lên tới 45,3% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Cụ thể, EU sẽ áp dụng mức thuế bổ sung từ 7,8% đến 35,3% tùy từng nhà sản xuất, cộng với mức thuế nhập khẩu hiện hành 10%. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 và kéo dài ít nhất 5 năm. Theo Ủy ban châu Âu, biện pháp này nhằm bảo vệ ngành công nghiệp xe điện châu Âu trước sự cạnh tranh không công bằng, bởi hiện nay 55% lượng xe điện xuất khẩu của Trung Quốc đang được đưa sang thị trường này. Tuy nhiên, ông Klaus Jammer, giám đốc điều hành hãng xe Skoda khẳng định, chúng tôi phản đối thuế quan vì sẽ không có ai được hưởng lợi từ điều đó. Biện pháp này sẽ dẫn tới những sự đáp trả thương mại. Trước tình hình này, nhiều hãng xe Trung Quốc đã đẩy mạnh xuất khẩu trong tháng 9 với hơn 60.000 chiếc, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, họ cũng tích cực tìm kiếm giải pháp đầu tư trực tiếp vào châu Âu. Ông Eric Schreim, đồng chủ tịch Trung tâm châu Âu châu Á nhận định, lựa chọn tốt nhất của châu Âu là thu hút các công ty pin xe điện hay xe điện Trung Quốc như BYD đầu tư vào châu Âu, thúc đẩy quá trình tạo việc làm và chuyển giao công nghệ. Hiện nay, vốn đầu tư của Trung Quốc vào chuỗi giá trị ô tô điện tại châu Âu đã đạt 5 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 61% so với năm 2022 và chiếm gần 70% tổng vốn FDI của Trung Quốc vào EU. Trong khi đó, hai bên vẫn tiếp tục đàm phán để tìm kiếm các giải pháp thay thế thuế quan, bao gồm việc các nhà sản xuất Trung Quốc có thể đưa ra cam kết về giá bán xe tối thiểu hoặc tăng cường đầu tư vào châu Âu. Thưa quý vị, truyền thông Đài Loan đưa tin, mới đây chính quyền Trung Quốc đang tiến hành hàng loạt các vụ đe dọa đánh bom và nổ súng nhằm vào các rạp chiếu phim nội tạng quốc doanh tại Đài Loan. Cục Hình sự Đài Loan đã điều tra và xác định các email đe dọa được gửi từ nước ngoài thông qua VPN nhắm vào rạp chiếu tại 15 thành phố kể từ ngày 1 tháng 10. Đạo diễn bộ phim nội tạng quốc doanh ông Trương Dũng Tiến cho biết, chính quyền Trung Quốc cố gắng trấn áp sự thật bằng cách dọa dẫm và hăm dọa, nhưng chính lời đe dọa đó đã khiến nhiều người nhận ra sự thật được tiết lộ trong bộ phim này quan trọng như thế nào. Trước những lời đe dọa này, nhiều rạp đã không chịu khuất phục, tiếp tục chiếu phim, thậm chí có rạp còn chuyển sang bao rạp hoặc đăng ký tên thật của khán giả nhằm đảm bảo buổi chiếu phim được diễn ra an toàn và suôn sẻ. Bộ phim tài liệu này đã giành giải sư tử điện ảnh Canada 2023 và đang tranh cử giải Oscar 2025. Tác phẩm mất 7 năm thực hiện với hơn 1.000 giờ cảnh quay và 200 giờ phỏng vấn
tập trung vào câu chuyện của ông Trịnh Trị, cựu bác sĩ quân y từng bị ép tham gia mổ cấp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Đạo diễn Trương cho biết thêm, trước những lời đe dọa này, tôi thấy nhiều kênh truyền thông, các cơ quan chính quyền địa phương, thậm chí cả cư dân mạng không hề sợ hãi mà kiên quyết ủng hộ việc bảo vệ nền dân chủ và tự do của Đài Loan. Hiện bộ phim không chỉ được chiếu tại các rạp ở Mỹ, Đài Loan mà còn được phát trực tuyến trên nền tảng Crunchyroll. Trở lại với tình hình giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, mới đây, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine đã nhắm vào Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga mang tên Vladimir Putin tại thành phố Kudermetsk-Sechnia. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Sechnia bị tấn công kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Theo hãng tin độc lập Agence, vụ tấn công xảy ra vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương, gây thiệt hại đáng kể và một đám cháy lớn tại tòa nhà chính của trường đại học. Mặc dù không gây thương vong về người, nhưng cuộc tấn công đã đánh trúng mái của một tòa nhà trong khuôn viên trường. Phản ứng trước sự việc, nhà lãnh đạo Sechnia Kadyrov đã đưa ra tuyên bố cứng rắn: "Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thể hiện sự trừng phạt mà ngay cả họ cũng chưa bao giờ mơ tới. Chúng tôi sẽ không cho phép đùa với chúng tôi." Ông cũng đã ra lệnh cho các chỉ huy ở tiền tuyến không bắt tù binh, hãy tiêu diệt và tăng cường chiến đấu hơn nữa. Được biết, trường đại học này được xây dựng từ năm 2016 và hoàn thành vào năm 2023, được thiết kế như một khu phức hợp đào tạo hiện đại cho lực lượng đặc nhiệm. Tổng thống Putin đã đích thân thăm cơ sở này vào tháng 8 năm 2024, kiểm tra các khu vực huấn luyện và gặp gỡ đội ngũ chỉ huy. Cùng thời điểm, hãng AP đưa tin, dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin, quân đội Nga đã tiến hành cuộc diễn tập răn đe hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không. Trong cuộc diễn tập này, lực lượng răn đe chiến lược Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 từ thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka. Đồng thời, các oanh tạc cơ Tu-95M cũng thực hiện phóng tên lửa hành trình, trong khi tàu ngầm Novomoskov và Nayat Oleg khai hỏa tên lửa đạn đạo R-29RMU Sineva cùng RSM-56 Bulava. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan chỉ huy, kỹ năng điều hành đơn vị dưới quyền của các sĩ quan chỉ huy và tác chiến. Theo đó, tất cả các tên lửa đều đã đánh trúng mục tiêu đã định và thể hiện đầy đủ tính năng kỹ thuật. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khi Ukraine đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thêm vào đó, vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Putin đã đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân. Theo đó, Nga sẽ phát động tấn công hạt nhân nếu bị không kích quy mô lớn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, những đề xuất này là tín hiệu rõ ràng nhằm cảnh báo các quốc gia về hậu quả nếu tấn công Nga bằng nhiều phương tiện khác nhau, không nhất thiết phải là vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các đề xuất này vẫn đang ở dạng dự thảo và đang chờ được Tổng thống Putin chính thức phê duyệt. Thưa quý vị, hãng tin CNN đưa tin, mới đây Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc và mô tả vụ không kích của Israel làm sập tòa nhà 5 tầng ở miền Bắc giải Gaza là sự việc kinh hoàng, đồng thời yêu cầu Israel làm rõ về những gì đã xảy ra trong vụ tấn công, khiến ít nhất 93 người thiệt mạng, trong đó có 25 trẻ em. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Washington, "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về thương vong dân thường trong sự việc này. Đây là diễn biến kinh hoàng và gây hậu quả đáng sợ." Ông Miller cho biết thêm, nhiều nạn nhân là trẻ em đã phải chạy trốn khỏi chiến sự trong hơn một năm qua. Về phía Israel, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, ông David Abraham giải thích rằng cuộc không kích được tiến hành khi họ phát hiện một nghi phạm trong khu vực và không có ý định đánh sập tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của tướng Elad Goren, người điều hành các nỗ lực nhân đạo của IDF, khi khẳng định không còn dân thường ở Beit Lahia. Trước tình hình này, người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Lawrence bày tỏ sự kinh hoàng và kêu gọi mở cuộc điều tra nhanh chóng, minh bạch và chi tiết về vụ tấn công. Đáng chú ý, đây không phải là vụ tấn công gây thương vong lớn đầu tiên tại Beit Lahia, trong khi trước đó vào đêm 19 tháng 10, ít nhất 87 người, phần lớn là trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khác của Israel. Cùng thời điểm, báo Times of Israel trích dẫn tuyên bố của IDF cho biết Mustafa Ahmad Sahadi, phó thủ lĩnh lực lượng đặc nhiệm Radwan đã thiệt mạng trong một vụ không kích do các máy bay chiến đấu của Israel thực hiện ở khu vực Nabatien miền nam Liban. Theo IDF, Sahadi đã tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố chống lại nhà nước Israel và việc loại bỏ ông ta là một phần trong nỗ lực làm suy giảm khả năng của lực lượng Radwan trong việc chỉ đạo và thực hiện các hoạt động chống lại quân đội cũng như cộng đồng IDF ở biên giới phía Bắc, đặc biệt là kế hoạch chinh phục vùng Galilee. Ngoài ra,
Mustafa Ahmad Sahadi cũng được cho là chỉ huy các hoạt động của Radwan trong xung đột ở Syria giai đoạn 2012-2017. Được biết, lực lượng đặc nhiệm của Hezbollah dưới sự dẫn dắt của nhân vật này từng lên kế hoạch xâm chiếm miền Bắc Israel, nhưng âm mưu này cuối cùng đã không thực hiện được. Hiện phía Hezbollah chưa lên tiếng bình luận trước thông tin trên. Tiếp theo, mời quý vị đến với những diễn biến mới nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Theo dữ liệu mới nhất từ CNN, Edison Research và Catalyst, đã có hơn 48 triệu lá phiếu được bỏ trên 47 tiểu bang và quận Colombia khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ phiếu sớm năm nay đã giảm đáng kể so với năm 2020 khi đại dịch COVID-19 khiến số lượng cử tri bỏ phiếu sớm đạt kỷ lục, chiếm hơn 30% trong tổng số 150 triệu phiếu bầu cử tổng thống. Đáng chú ý, thống kê từ Catalyst cho thấy những người bỏ phiếu sớm năm nay có xu hướng lớn tuổi hơn, với 44% là cử tri từ 65 tuổi trở lên, tăng 9% so với năm 2020. Trong khi đó, nhóm cử tri từ 30 đến 39 tuổi chỉ chiếm 9%, giảm so với mức 12% của 4 năm trước. Về thành phần chủng tộc, khoảng 75% cử tri bỏ phiếu sớm là người da trắng, tăng nhẹ so với mức 73% năm 2020. Mặc dù tỷ lệ cử tri da đen không thay đổi, song tỷ lệ cử tri gốc Latin và châu Á đã giảm nhẹ. Tại các tiểu bang chiến trường quan trọng như Arizona và Nevada, cuộc thăm dò mới của CNN cho thấy cuộc đua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang diễn ra hết sức sát sao. Cụ thể, tại Arizona, bà Harris được 48% ủng hộ, trong khi ông Trump nhận được 47%. Ngược lại, tại Nevada, ông Trump dẫn trước với 48% so với 47% của bà Harris. Cùng thời điểm, các quan chức bầu cử bang Colorado đã xác nhận một sự cố nghiêm trọng khi mật khẩu hệ thống bỏ phiếu đã vô tình được đăng tải trên trang web của thư ký bang trong vài tháng trước khi được phát hiện và gỡ bỏ. Thư ký bang Colorado Jenna Griswold đã nhanh chóng trấn an dư luận, đây không phải là mối đe dọa bảo mật. Theo giải thích của phát ngôn viên Jack Todd, mật khẩu bị lộ chỉ là một trong hai password cần thiết để truy cập vào hệ thống, đồng thời là một phần của cơ chế bảo mật đa lớp. Ông Todd nhấn mạnh, hai mật khẩu này được giữ ở các vị trí khác nhau và do các bên khác nhau nắm giữ. Ngay khi phát hiện sự cố, văn phòng thư ký bang đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục như thay đổi mật khẩu, kiểm tra nhật ký truy cập và thông báo cho cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Colorado, ông Dave Williams, đã gửi thư yêu cầu văn phòng thư ký bang xác nhận rằng các mật khẩu bị lộ đã được thay đổi. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế đưa tin, Ecuador đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong 6 thập kỷ qua, buộc chính phủ phải tăng thời gian cắt điện từ 8 giờ lên 14 giờ mỗi ngày và kéo dài đến hết tháng 12 năm 2024. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Ines Manjano khẳng định, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng có trách nhiệm là thay đổi kế hoạch phân phối điện. Nguyên nhân chính là do đợt hạn hán nghiêm trọng khiến mực nước các hồ chứa thủy điện, vốn cung cấp tới 70% nhu cầu điện quốc gia sụt giảm mạnh. Đáng chú ý, tình trạng thiếu điện càng trở nên trầm trọng khi Colombia, quốc gia láng giềng cũng đang chịu ảnh hưởng của hạn hán, quyết định tạm ngừng xuất khẩu điện sang Ecuador. Hiện đất nước 17 triệu dân này đang thiếu hụt 1.600 MW trong tổng nhu cầu 4.600 MW, gây thiệt hại khoảng 12 triệu USD mỗi giờ cho nền kinh tế theo ước tính của Phòng Thương mại Ecuador. Bộ trưởng Manzano nhấn mạnh, toàn bộ Nam Mỹ đang phải đối mặt với hạn hán chưa từng có. Chúng ta đều đã chứng kiến những hình ảnh kinh hoàng về một con sông Amazon khô cạn. Theo kế hoạch, thời gian cắt điện sẽ giảm xuống còn 6 giờ trên ngày từ ngày 3 tháng 11, thậm chí chỉ còn 4 giờ vào đầu tháng. Chính phủ Ecuador sẽ xem xét kế hoạch mới nhất vào ngày 3 tháng 11 tới. Thưa quý vị, tờ Press Church of India đưa tin, tại Ấn Độ, mới đây một vụ nổ pháo hoa thảm khốc đã xảy ra tại đền Veerakkavu thuộc quận Kasargod, cách thủ phủ Thiruvananthapuram của bang Kerala khoảng 580 km về phía Tây Bắc, khiến hơn 150 người bị thương, trong đó có 8 trường hợp nguy kịch. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ một cơ sở lưu trữ pháo hoa gần đền bất ngờ bốc cháy. Các nạn nhân đã được phân bổ điều trị tại nhiều bệnh viện thuộc các quận Kasargod, Kannu và Mangaluru. Đáng chú ý, đây không phải là vụ tai nạn pháo hoa đầu tiên tại Ấn Độ. Trước đó vào năm 2016, một vụ nổ pháo hoa bị cấm đã cướp đi sinh mạng của 112 người trong dịp đón năm mới Hindu. Gần đây hơn, tháng 7 năm 2023, một vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở miền Nam đã khiến 8 người thiệt mạng. Mặc dù nhu cầu sử dụng pháo hoa trong các lễ hội tôn giáo và đám cưới tại Ấn Độ rất cao, song các vụ tai nạn chết người vẫn thường xuyên xảy ra do thiếu sự an toàn và quản lý kém. Trước tình hình này, chính quyền thành phố New Delhi đã quyết định áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc sản xuất, cất giữ và buôn bán pháo hoa nhằm ngăn chặn các thảm kịch tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Như hình ảnh trên đã kết thúc phần bản tin tổng hợp ngày hôm nay và tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ.
Quý vị thân mến, ngày hôm nay Ngọc Hà muốn chia sẻ một chủ đề. Người có tấm lòng khoan dung thì ở đâu cũng đều là con đường. Khoan dung là sự tu dưỡng tốt nhất ở đời người. Nếu như trong cuộc sống có thể đạt được sự tĩnh lặng ở mọi lúc, đó không phải là hèn nhát mà đó là sự bao dung. Tục ngữ có câu, hãy nhớ điểm mạnh của một người và quên đi điểm yếu của họ, nói lên sự bao dung. Nhưng lòng bao dung không phải là thứ mà con người sinh ra đã có. Chỉ khi con người tiếp tục trau dồi kiến thức, tăng cường trí tuệ, tu dưỡng không ngừng thì họ mới có thể hiểu được chân lý của cuộc sống. Người bao dung có thể hiểu được khó khăn của người khác, bù đắp khuyết điểm, phát huy ưu điểm và tha thứ cho những lỗi lầm của họ, từ đó tạo nên sự gắn kết bền chặt. Ngược lại, nếu chỉ đố kỵ với tài năng, coi thường chế nhạo khuyết điểm, đổ lỗi cho người khác chỉ khiến họ sợ hãi và né tránh. Trong hành trình cuộc đời, sự bao dung chính là một loại tu dưỡng. Những người bao dung và rộng lượng có thể cho phép người khác có quyền tự do hành động và không phán xét, thậm chí tôn trọng và chấp nhận những người hoặc những thứ không cùng sở thích với bản thân mình. Trong cuộc sống của mỗi người, sự bao dung cũng là một cách suy nghĩ. Chúng tôi nói rằng lòng khoan dung không phải là vũ khí, không phải là lá cờ, cũng không phải là một lời hùng biện, mà là một phương thức tư duy nảy sinh sau khi xã hội loài người đã phát triển đến một mức độ nhất định. Nếu chúng ta không có thái độ khoan dung với mọi điều mới lạ, thì xã hội sẽ không thể tiến bộ. Con người chỉ có thể sống trong một thời đại ngu muội và tối tăm. Biến thành đại dương bao la, nhưng lại đủ thấp để chứa trăm con sông. Bầu trời trải rộng ra lãnh thổ vô biên, nhưng lại đủ cao và rộng để chứa cả mặt trời và mặt trăng. Một người chỉ khi trong tâm thấp như biển, cao như trời, mới có thể nhẫn được điều người khác không thể nhẫn, chịu đựng được những điều người khác không thể chịu đựng được. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể vượt qua được thế giới phức tạp và ồn ào, được khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an, đồng thời làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và rộng mở. Vì vậy, có thể nói đó cũng là một loại trí tuệ sinh tồn. Trong cuộc sống của một người, giá trị và sức mạnh của một người không nằm ở tài sản, địa vị hay các mối quan hệ bên ngoài, mà là ở chính bản thân họ, ở tính cách của chính họ. Chỉ khi cuộc sống được nuôi dưỡng bằng đức tính khoan dung, thì cuộc sống mới có giá trị. Chỉ khi cuộc sống được tưới tắm bằng lòng khoan dung, thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Khi chúng ta phải đối mặt với bất kỳ sự xúc phạm nào, khoan dung cho chúng ta sức mạnh để bình tâm và thấu hiểu. Chúng ta không cần phải trở nên phòng thủ, chỉ cần mỉm cười và điều đó giúp ta vượt ra khỏi những rắc rối. Những người khoan dung biết cách thích nghi, điều chỉnh và có thể đối mặt với khó khăn, bằng cách xem chúng là cơ hội để vượt lên trên bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh họ. Hoa vẫn luôn nở mặc dù cỏ dại mọc bên cạnh chúng. Cũng giống như cách chúng ta đang sống trong một thế giới, nơi có những người xung quanh rất khác biệt, bạn phải ứng xử với họ ra sao? Sức mạnh của bạn không nằm ở cách phản ứng, mà là ở cách bạn thích nghi và điều chỉnh bản thân. Tất cả những điều này là dấu hiệu của sự nhẫn nại. Sự bao dung giúp ta trưởng thành, với mỗi trải nghiệm là một khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời. Tuy nhiên, khoan dung không phải là yếu đuối, càng không phải là kẻ vô năng nhẫn nhục chịu đựng, không phân biệt được phải trái đúng sai. Quân tử cái gì đều có thể dung nhẫn, nhưng chắc chắn sẽ không thể dung nhẫn cho những thứ độc dược ma túy hại người và kẻ tà ác hoàn toàn không có nhân tính. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta buộc phải đối mặt với những tình huống mà ta không có lựa chọn nào khác. Đó là lúc chúng ta tìm cảm hứng để phát huy sức mạnh nhẫn nại bên trong chính chúng ta. Để rồi khi mọi thứ qua đi, chúng ta cũng sẽ thấy khi ta có thể bao dung nhẫn nại thì mọi thứ cũng không có gì to tát cả. Điều còn lại đó chính là tình yêu thương. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ ở bình luận bên dưới nhé. Cuối chương trình, Ngọc Hà kính chúc quý vị thân mến của hành trình tương lai những lời chúc an lành thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguồn lý chân, thiện, nhẫn chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội, họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tốt hơn. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta đã thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thông tin chính xác và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!